cung mời nguyệt tính mịch một mảnh đệ tử cùng trưởng lão của mời nguyệt cung tim đập thình thịch không ít người còn đang dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh đại khí không dám nói ra một tiếng sợ chọc giận đối phương bốn người này cũng không phải là đùa giỡn không nói đến thần thoại võ lâm chỉ nói kiếm thánh đao cùng cùng xương huyền là có thể tiêu diệt mời nguyệt cung ở đây không ai có thể thoát khỏi trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn dương các lão đều thay đổi có thể mời bốn đại thần này đủ chứng minh mặt mũi của hắn không phải là lớn bình thường. Lần này chúng ta đến đây là tới đón đại tàu, không biết, thuận tiện không, trải qua một thời gian dài yên tĩnh, cuối cùng bị diệt thần nhất tiêu đánh vỡ, chính là tiên lễ hậu binh, nếu mời nguyệt cung nhất định phải cùng dương các lão khó xử, hắn không ngại cho đám nữ tử này, hào hào dạy một bài. Phương, thuận tiện, mời nguyệt đại trưởng lão cười nói, thuận tiện, nó có thể không thuận tiện, đã võ lâm thần thoại cho mặt, các nàng phải tiếp tục, bằng không, lần sau lại đây, cũng không phải là lời thương lượng, đó sẽ là một hồi hạo kiếp ngập trời, toàn bộ mời nguyệt cung, sẽ từ giang hồ xóa tên. Vậy thật đúng là quấy dày, Diệp thần mỉm cười, không nói gì nữa, dứt khoát tìm một cái ghế đá, xách ra bầu rượu, nhàn nhã uống. Một đường chạy, chân đau, thượng quan tỳ và dương huyền cũng đều ngồi xuống, một người vền chân lên, nhìn xem cái này xem, một người cầm tử kim đao, dùng rẻ lao, ý tứ phảng phất như đang nói, một lời không hợp chúng ta chính là muốn đánh kiếm thánh tương đối hàm xúc chậm rãi mà đi đang thưởng thức phong cảnh đỉnh núi kích động nhất đặc biệt là dương các già hai tay nắm chặt nạn ra mồ hôi vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến ai từng nghĩ chuyện đơn giản như vậy nói hai ba câu đều là nhờ diệp thần còn có kiếm thánh ba người uy thế của bốn người bọn họ so với cái gì cũng dễ sử dụng lại nhìn đối diện mời các trưởng lão cùng đệ tử động cũng không dám động đều quy củ thật bị dọa đến rất nhanh hiệp lam bị thả ra một bộ áo trắng xuất trần mặc dù phạm phải đại tội của mời nguyệt cung nhưng mời nguyệt cung vẫn chưa động hình với nàng ngoại trừ khuôn mặt tiểu tụy hết thảy đều an hào trước khi đến thả trưởng lão của nàng đã đem nguyên ủy sự tình cùng với những đại sự giang hồ thời gian này như số nói kinh hiệp lam đến giờ phút này đều không lấy lại tinh thần lại bên này lão dương đã không kìm nén được mà nhào tới một đại lão già khóc đến nước mắt tung hoành Hiệp Lam cũng lệ nhãn bà Kiều, hình ảnh thật là tình cảm. Diệp Thần đứng dậy, cười nhìn mời đại trưởng lão mời Nguyệt Cung. Các vị tiền bối, mong ngày sau, chớ quấy dày hai người hắn. Tư, tất nhiên là không, mời Nguyệt đại trưởng lão cười gượng nói. Tốt nhất như thế, Diệp Thần cười, liền xoay người, vẫn là đường cũng không mang đi, là đạp từ ngọn núi đi ra ngoài. Làng phong cũng phải hiểu lễ nghĩa, chắp tay với các trưởng lão mời Nguyệt cũng đạp khinh công rời đi ngược lại hai thượng quan tỷ kia lúc đi một người đạp lão sư một cước, còn khóc, đi rồi, hai người cuối cùng tách ra, mời Nguyệt lau nước mắt đối mặt với đệ tử cùng trưởng lão của mời Nguyệt cung phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Từ khi nhớ chuyện, nàng liền ở đây, lần này đi, sợ là cả đời cũng không thể trở về, nàng cần dùng một cái quỳ này chấm dứt chuyện cũ. mời Nguyệt thập đại trưởng lão đều muốn tiến lên, nhưng cuối cùng cũng không nhúc nhích bước chân, chỉ hơi nghiêng người qua, nhẹ nhàng khoác tay áo. Đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn liên quan gì đến cung mời nguyệt. Hiệp Lam khóc, cúi người dập đầu, giống như một đứa trẻ không có mẹ, đang chia tay quê hương. Dương các lão đỡ Hiệp Lam dậy, chậm rãi xoay người, dần dần đi xa. Hô! Phía sau, chính là một mảnh tiếng thở dài, mặc dù cố nén tâm tư, nhưng mời nguyệt thập đại trưởng lão, vẫn là vụng trộm nhìn từ xa, nhìn bóng lưng Hiệp Lam, tượng như nhìn năm đó, tiểu nha đầu không biết thế sự kia, nhoáng một cái, Mấy chục năm rồi, nên đi, cuối cùng cũng phải đi Mà nữ đệ tử mời Nguyệt Cung, nhìn Hiệp Lam Cũng là trong lòng tràn đầy khát vọng, khó nén chính là hâm mộ Sinh ra trên thế gian, ai sẽ vô tình Các nàng cũng không ngoại lệ, sớm chán ghét cung điện lạnh lẽo này Cũng hy vọng có một anh hùng cái thế, đón các nàng đi Đáng tiếc, hy vọng đáng thương kia Trung Quy vẫn là hy vọng ra vời đáng thương Ra khỏi cung, ba người lang phong Dương Nguyền và Thượng Quan Cửu đều tự mình chạy về phía hắn Hẹn nhau ngày khác cùng đi chu tiên trấn lại tìm diệp thần xin giáo mà diệp thần dương các lão cùng hiệp lam lại là một đạo bước lên đường trở về chiến mã tây ngang một đường chạy nhanh ngựa của diệp thần dường như nhanh hơn một chút cũng có lẽ là cố ý làm không muốn làm bóng đèn phía sau lão dương và hiệp lam cùng ngồi một con ngựa đó gọi là ngắn ngầm đặc biệt là lão dương miệng cũng chưa từng ngừng một đường đều đang nói chuyện quỷ sơn nghe hiệp lam mấy lần che miệng ngọc khiếp sợ thực lực của diệp thần tò mò thân phận của Diệp Thần, cũng cảm kích hành động của Diệp Thần, thật đúng là quý nhân của bọn họ. Trận nhân duyên này, nói là trời định trước, chi bằng nói, là Diệp Thần dắt cây hồng trần tuyến kia, điểm kia uyên uyên phổ. Sắc trời dần tối, ba người ở trước một tòa thành trì, xếp chặt cổ ngựa. Tòa thành cổ này, gần biên giới phía nam, bát đại chư hầu còn chưa đánh tới đây, người trong thành không tính là ít, đánh phần lớn đều đang sửa sang lại hành lý, chuẩn bị chạy nạn, lướt mắt nhìn lại, mắt đầy thê lương ban đêm ba người tìm một phòng khách sạn dương các lão kia có chút gấp gáp dùng qua bữa tối liền lừa hiệp lam trở về phòng đóng chặt cửa phòng trước sau chẳng qua lát giây liền nghe thấy tiếng giường chi nha nghe diệp thần kia gọi là thổn thức động tác này đủ tê dại người không cởi áo sao không có hai người diệp thần liền thanh tĩnh đi một gian từ lâu ở gần cửa sổ gọi một bình rượu chọc lẳng lặng uống lẳng lặng nhìn lên tinh không đêm nay mặt trăng phá lệ tròn ở thế gian nên là đã đến trung thu, đoàn viên tiết. Khách quan, đóng cửa rồi, đến khuya, mới thấy có người đi lên, chính là một lão nhân, đã hơn 70 tuổi, hòa ái dễ gần, nên là trưởng quầy của tòa từ từ lâu này. Lão nhân ra, ngồi xuống uống một chén, Diệp thần cười nói. Lão nhân do dự một chút, vẫn đi tới, cười hiền lành. Tất cả đều đang chạy nạn, người tại sao không đi, Diệp thần nói xong, dưới đầy một chén cho lão nhân lão lão tử chạy không nổi lão nhân cười lắc đầu đôi mắt giả đục ngầu kia còn có trong nháy mắt hoảng hốt không che được năm tháng tăng thương cũng không che được bi thương bi thương bình thường người có thần thái bực này đều cất giấu chuyện xưa hắn nên là cô độc lào lợi không muốn rời khỏi quê hương còn đang chờ đứa nhỏ xuất trình biết đằng liền chờ bắt đầu diệp thần không hỏi nữa rất hiểu tâm tình lão nhân một câu nói đơn giản hai người đều trầm mặc lão nhân tựa như quên mất thời gian vốn là tới gọi Diệp Thần đóng cửa, hôm nay lại một chén tiếp một chén, giống như đang mượn rượu giải sầu, uống uống, bỗng dưng liền khóc, vẻ mặt già nua nước mắt tung hoành, khóc không thành tiếng, chén rượu cũng không cần, dứt khoát hướng về phía bầu rượu uống, uống thẳng nằm sấp trên bàn. Con trai ta, ngươi khi nào trở về, cha sắp không chịu nổi, lão nhân từng tiếng mơ mộng, khàn khàn vô cùng, trong giấc ngủ, khóe mắt đều chảy nước mắt. Diệp thần so mi tâm, cũng không nên tìm lão nhân uống rượu, thế cho nên làm cho người ta nhớ lại chuyện thương tâm biết rõ hải từ hơn phân nửa sớm đã chết trận xa trường lại trong lòng còn có ảo giác khổ sở chờ đợi tự lừa mình dối người mấy chục năm liền muốn trước khi chết nước mắt nhìn hải từ của hắn hô trong tiếng thở dài diệp thần khiêng lão nhân đưa về phòng còn giúp người đóng cửa hàng lúc này mới trở về ngủ sáng sớm sắc trời còn chưa sáng liền nghe tiếng hô ầm mỹ. quân địch đánh tới mau chạy đi một tiếng cổ họng này, làm cho cả thành cổ đều lâm vào hỗn loạn, dòng người như Thủy Triều, trào ra khỏi thành cổ, xuông ngưu đuổi ngựa, kéo nhà dẫn lời, còn có tiếng khóc của oa oa, đều chuẩn bị đầy đủ lương thực, liều mạng chạy nạn. Chiến tranh chết tiệt, trên lưng ngựa, hiệp lam thở dài một tiếng. Nơi có người, không chỉ có giang hồ, còn có họa loạn, dương các lão cũng là người đầy bi thương. Diệp thần không nói một lời, thu ánh mắt, lúc này dương dài ngựa mặc dù cũng muốn cứu thế nhân, nhưng hắn cũng không phải là cứu thế chủ, vương triều thay đổi, là lịch sử tất nhiên, giai đoạn này, các đời lịch triều đều không thể tránh khỏi, hắn là người ngoài cuộc, tham dự không được. Như thế, ba người một đường không ngừng nghỉ, năm ngày sau mới đến Chu Tiên Trấn. Hiệp Lam cùng Lão Dương trở về, mà Diệp Thần, đi phương hướng phần ngôi phần cũ, vừa mới vào cổ mộ, ông Nguyệt Hoàng phi bùm bùm một tiếng liền quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Diệp thần vội vàng cuống quýt tiến lên nâng đỡ. Ta nói đại tẩu, trở về đều như vậy, ta sẽ chết thọ. Âm Nguyệt Hoàng Phi đứng dậy, để mắt lộ ra, đều cảm kích, lúc trước quỳ xuống, là do tình cảm, Diệp thần đích thật là đại ân nhân, bằng không, giờ phút này nguyên tinh, linh lực sớm đã hết, mà phu quân của hắn, cũng sớm đã lên hoàng tuyền. Ngày sau, chớ cùng ta gặp mặt, Diệp thần cười, một bước bước lên đài đá, nhìn lướt qua tần hùng, hắn một hơi thở cuối cùng vẫn còn, đây đều là công lao của Nguyên Tinh. Nói đến Nguyên Tinh, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Giờ phút này Nguyên Tinh, so với lúc trước, thu nhỏ lại không chỉ mấy lần, bị thiên ma nuốt đi quá nhiều linh lực, sáng bóng đều ảm đạm không ít. Diệp Thần phất tay, đem Nguyên Tinh giới chỉ của âm sơn lão đạo lấy ra, dùng nội lực nâng đỡ, hai khối Nguyên Tinh, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung hợp cùng một chỗ, linh lực lại bằng bạc không ít. Vật của âm sơn lão đạo, Âm Nguyệt Hoàng Phi kinh ngạc nói. Ngươi còn nhận ra âm sơn lão đạo, Diệp Thần cười cười. Tổ tiên có chức sâu xa, âm Nguyệt Hoàng Phi gật đầu nói. Tính ra, hắn còn phải gọi ta một tính sư thúc tổ, tiểu oa kia, đối với ngũ hành bắt quái tìm hiểu, cũng không phải giới ta, mà chiếc nhẫn này, chính là gia bảo của âm sơn nhất mạch, có thể giúp người kéo dài tuổi thọ, người nhà bọn họ, đều là lão thọ tinh, năm đó ta không biết nhẫn thần khí, giờ phút này hiểu được, thì ra là do nguyên tinh tạo ra không ngờ lưu lạc đến trong tay tiền bối ta cùng hắn liên quan có chút giật gấu diệp thần ho khan cuối cùng cũng không đem chuyện đêm đó nói ra bao gồm chuyện quỷ sơn bao gồm cả chuyện võ lâm kể cả chuyện yến vương đại bại cũng đều không nói những thứ này âm nguyệt hoàng phi cũng không cảm thấy hứng thú trần quy trần thổ quy thổ nàng sớm đã xem nhẹ nàng để ý vẫn là truyền thế tần hùng đêm khuya diệp thần mới rời cổ mộ vô thiên ma uy hiếp chuẩn thế tần hùng liền không có nguy hiểm chỉ đợi hắn giải phong đem hắn sống lại giết đi đêm đen kịt cũng không bình tĩnh tiếng kêu sát dung trời nhìn xuống thiên địa bóng người hắc áp áp dưới ánh đuốc hừng hực chiếu rọi sục ngựa chạy đua liều mạng sông giết là quân đội bát vương chư hầu dị khí cao ngất một đường đánh đâu thắng đó đánh hạ yến vương từng tòa thành trì thậm chí có một số thành trì chính là một tòa thành trống một cái đóng quân cũng không có, dễ dàng bắt được. Yến Vương dẫn binh, liên tiếp chống cự, lại một đường tan tác, vốn định co rút binh lực theo thủ thành trì, thế nhưng, ngay cả gót chân cũng không ổn định, quân địch liền xếp tới. Thấy công của liên quân bát vương quá mãnh liệt, không cho hắn cơ hội thở dốc chút nào, từ Bắc Lang thành phá, trước sau chẳng qua một tháng, liền đánh tới đô thành yên địa, 80 vạn đại quân, đem thành trì vây kín không thông. Bên ngoài thành xa xôi, âm sơn lão đạo lặng lặng đứng lặng, lặng lặng nhìn từ xa, dường như có thể cách bóng tối nhìn thấy một màn đại điện trong thành yến vương mặc long bào tóc tai bù xù giống như chó điên gầm gừ mệnh lệnh cầu viện hạ một đạo lại một đạo như những thứ của hắn bộ tướng còn tay cầm trọng binh lại không thấy một người đến cứu chân chính bốn phía sở ca chúng phản thân ly thân mà hắn cũng đã là con lưu trong đâu thành bị phá cũng chỉ có vấn đề thời gian nghênh đón hắn sẽ là tử vong hắn sẽ rơi vào kết quả như thế giải thích rất tốt một chân lý cổ xưa sớm có, một lần vô ý, toàn bộ đều thua. Tại thế đã đi rồi. Âm sơn lão đạo từ bên kia thu ánh mắt, yên lặng xoay người, trừ hầu thế lực lớn nhất thiên hạ, biên phòng có thể nói là cố như kim thang, lại trong vòng một tháng, sụp đổ, cũng không phải binh lính không chiến, là yến vương, sớm đã mất đi lòng dân, cơ nghiệp các bậc cha đánh xuống, một trận đã biến mất. Âm lão, đi đâu? Bên cạnh, quỷ vô thường nhỏ giọng nói, thân là thị vệ dưới sổ sách của Yến Phương, khi đại quân giết tới, cũng không canh giữ bên người Yến Phương, giống như âm sơn đạo, mấy canh giờ trước khi Đô Thành bị vây quanh, sớm chạy thoát, tốt xấu gì cũng là cao thủ đứng thứ 10 trong võ lâm, tiền đồ không thể hạn lượng, cũng không thể vơi vậy mà mất mạng. Đi chu tiên chấn, âm sơn lão đạo nhàn nhạt, nhạt một tiếng. Và, còn đi chứ, quỷ vô thường ngạc nhiên, đêm đó hắn cũng ở đây, tận mắt chứng kiến âm sơn lão đạo bị cướp bóc, lại muốn cố địa du ngoạn, nhìn không tổ hòa nhi sao. Lão Phu nhất định phải thăm dò mộ cổ kia, có thật như lời đồn hay không, so với ác ma còn hung ác hơn. Âm Sơn lão đạo nói xong, cho người chiến mã. Mắt thấy âm Sơn rời đi, quỷ vô thường nhíu mày một lát, vẫn không đời theo, đi về phía hắn. Yến Vương đại thế đã đi, thế lực thiên hạ sắp tái tổ chức, thân là thị vệ từng là Yến Vương, hơn phân nửa sẽ bị truy nã, hắn phải tìm một ngọn núi, trốn một ít thời gian. Sáng sớm, ánh mặt trời và ức hấn chu tiên chấn chào đón một ngày mới so với ngoại giới hỗn loạn nơi này ngược lại một mảnh yên bình chỉ vì địa phương xa xôi danh không thấy kinh truyền lại không có dầu mỡ gì lúc này mới không bị chiến hỏa lan đến diệp thần ra khỏi tiểu viên cách một tháng lại sách hành đầu chạy tới bói toán quẻ cũng trước sau như một dương các lão đang chờ đợi cũng không phải một mình hắn còn có hiệp lam thấy diệp thần đến lão dương ma quỳ tiến lên ta đến để ta càng hiểu chuyện, Diệp Thần cũng vui vẻ thanh nhàn. Lão già này, từ khi đón về Hiệp Lam, mỗi ngày đều dung quang tỏa sáng, thoạt nhìn, còn trẻ hơn không ít, lại nhìn Hiệp Lam, cũng là xuân quang đầy mặt, trên hai má tuyệt mỹ, còn lưu lại vẻ ửng hồng. Vừa nhìn liền biết, hai vợ chồng già này, đêm qua nhất định không nhàn rỗi, hình ảnh rất hương diễm. Hôm nay, tính chất gì đó, Diệp Thần lười biếng ngồi xuống, còn nắm tay lên. Tính ra nàng, khi nào sinh qua, nam oa vẫn là nữ oa dương các lão cười hắc hắc còn có chút hưng phấn chọc cho hiệp lam đỏ mặt một trận tiến lên đá hắn một cước đừng thẹn thùng nha dương các lão mặt dày mày dạn đem hiệp lam sắp xoay người rời đi lại kéo trở về hai người một trái một phải song song ngồi ở trước bàn diệp thần không nói gì hai con mắt một cái nhìn chằm chằm dương các lão một cái nhìn hiệp lam cũng không lấy tay bấm tính cái gọi là quẻ tượng đều ở trong mắt thân phụ chu thiên tiến hóa hắn nếu muốn tính toán, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chính là tiểu tính như vậy. Đối với lão Dương, hắn chỉ nhìn lát dây, đối với Hiệp Lam, nhìn lại cũ nát, cũng không cần bắt mạch, liền biết Hiệp Lam đã có thai, lão Dương chuyên nghiệp như vậy, không mang thai oa oa mới là lạ, một sinh mệnh nhỏ nhắn, đã bắt đầu thai ngén. Nhưng, nhìn, lông mày của hắn, không khỏi nhíu lại. Thấy vậy, Dương các lão cùng Hiệp Lam liếc nhau, lại nhìn về phía Diệp Thần. Người nhíu mày, là mấy ý tứ, thiên sát cổ tinh diệp thần trong lòng khẽ lẩm bẩm thiên địa lương tâm hắn chưa bao giờ tính qua đời sau của hai người tính toán này cũng là một quẻ tượng đi kèm ách nan sinh mệnh trong bụng hiệp lam sẽ là một nữ oa nhi thế nhưng thiên sát chi mệnh vận mệnh cô tinh sẽ khắc thân nhân khắc phụ mẫu là nhân gian này một trong những cuộc sống tồi tệ nhất sao lại như thế diệp thần nhí mày một phần ngón tay trong tay áo bóp sợ tính sai nhưng lại tính một lần nữa vẫn là kết quả giống nhau dương các lão cùng hài tử của hiệp lam đích xác là thiên sát cố tình tiên thiên liền trở điểm xấu cái này có chút xấu hổ dương các lão cùng hiệp lam lưỡng tình tương duyệt thật vất vả mới kết thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp nếu bị hài tử khác đó mới là bi thương nhất tiểu hữu thấy diệp thần không nói lời nào dương các lão phất tay phất phất trước mặt hắn Ừm, rất tốt diệp thần thần sắc hồi phục bình thường ý vị thâm trường điều này Xong rồi à, Dương các lão giật giật khóe miệng, tối thiểu, nói với chúng ta là nam hay nữ, người này vừa than thở vừa thở dài, cái này không dọa người sao. Thiên cơ, không thể tiết lộ, diệp thần vuốt sâu. Chúng ta thật sự là nhàn rỗi, sáng sớm chạy tới đây nghe người nói nhảm, Dương các lão khí hồn hền, hùng hùng hổ hổ, kéo hiệp lam lên rời đi, diệp thần không đáng tin cậy, người nhìn quả thực ngứa ngáy tay, nếu không đi, hắn sẽ nhịn không được xúc bàn lên hai người vừa đi lông mày diệp thần liền lại nhíu lại thiên sát cô tinh mấy vạn năm cũng không nhất thiết phải có thể ra một người sao đã bị hai người bọn họ đuổi kịp vẫn là một đôi phàm nhân hắn vạn lần tắc hợp cuối cùng là trăm mật một sơ tin xấu này hắn thật sự không đành lòng nói cho hai người bọn họ biết tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh tươi sống chẳng lẽ muốn bóp chết ở trong nôi nếu như ngày này dương các lão cùng nghiệp lam cả đời đều sẽ mang theo ái náy nhưng nếu không nói cho biết khi thiên sát sinh ra Tất nhiên là lúc Hiệp Lam mất mạng, đả kích này, đối với Dương Các Lão mà nói, sẽ mang tính hủy diệt. Không nhìn bản thân, hậu quả rất nghiêm trọng, lúc Diệp Thần suy tư, có nữ âm thanh tà mịn nổi lên, suy nghĩ quá mê muội đến nỗi có người đến, lại đều không cảm thấy. Lại nhìn hắn ngồi đối diện, vẫn là một đại mỹ nữ, mỹ mạo, tuyệt đối là họa quốc thương dân cấp, nhìn có chút tà mị, vẻ mặt cười tùm tìm, cũng không phải là tà ma sao. Diệp Thần trong lòng trượt lột bột, Mỗi lần lúc này, trong đầu hắn đều sẽ toát ra một ý niệm trong đầu, chạy. Đi đâu, tà ma đưa tay, lại sách về cho hắn. Lần này, Diệp Thần thành thật, như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, an an ổn, ổn ổn ngồi, động cũng không dám động, sợ chào các nương tử này, lại cho hắn một nửa người bất toại, trở về, trở về đều đánh hắn, một lần càng một lần tàn nhẫn, nàng không phải tà, nàng thật sự có bệnh, cả đời chưa bao giờ làm chuyện bình thường, quả thật là không sai ta có dọa người như vậy không? Thấy ta và bỏ chạy, tà ma cười nhìn Diệp Thần. Ta nghĩ, người sẽ đánh ta một lần nữa. Diệp Thần ha hả cười gượng, cả người lông tơ dựng đứng, bị tà ma nhìn chăm chăm, cả người đều lạnh lẽo. Không phải thổi, tà ma đánh hắn, đều không hề có điểm báo, hơn nữa xuống tay trộm nặng, không chút nào coi hắn là người, đều hướng chết đánh. Một câu nói này của hắn, đem tà ma chọc cười, đây là bị đánh sợ, có thể đem một tôn thánh thể hoang cổ đánh sợ, nhìn khắp chư thiên sử nàng còn là người đầu tiên chỉ ngẫm lại đã tự hào trận sông bão lúc trước ở quỳ sơn là ngươi triệu tới đi diệp thần vội vàng chuyển đề tài thăm dò nhìn tà ma bằng không lấy đạo hạnh ngươi đấu được thiên ma ta đã nói rồi sao lại khéo léo như vậy diệp thần cười gượng càng thêm xác định nhân vương dặn dò tà ma đem hắn mang đến đây tất có thâm ý sao có thể dễ dàng để cho hắn chết có tà ma âm thầm bảo hộ vậy còn sợ một con chim cái gì yêu ma quỷ quái đều không chịu nổi nàng cái tát tà ma đối diện cũng không tránh khỏi thổn thức trận rông bão kia đích thật là nàng chịu tới xem như cho diệp thần một cơ hội nàng rất muốn nhìn xem cái này nhập phàm hoang cổ thánh thể đến cuối cùng có bao nhiêu tiềm lực kết quả vẫn là làm cho nàng rất khiếp sợ phàm nhân diệt bán tiên bán tiên chém tiên nhân diệp thần đích xác đủ yêu nghiệt sớm đã vượt qua đại đế đồng kỳ hoang cổ thánh thể nhất mạch cũng từ đầu đến cuối Điều không gặp nhục uy danh vạn thế. Đại thần, phùng bất tiện, cho ta một khối nguyên tinh, diệp thần cười xoa xoa tay, hoặc là... Người đi cứu sống Tần Hùng, hắn chỉ còn lại một hơi thở. Nguyên tinh không có, Tần Hùng là người nào, chưa từng nghe qua, không cứu. Hắn là người đại sở chuyển thế. Vậy thì như thế nào, không cứu chính là không cứu, tà ma nhún nhún vai, một câu nói khiến Diệp Thần tức giận, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng nương, ngươi bảo nó, ngươi là chạy tới gây thêm tắc nghẽn cho lão tử đi. Hắn bà to này đen như than cốc, nhưng tà ma, liền cười rất vui vẻ, không biết vì cái gì, gặp diệp thần như thế, liền không hiểu sao sảng khoái, không sai, nàng chính là đến làm thêm tắc nghẽn, cách năm năm lần nữa, không cho diệp thần tức gan đau dạ dày, nàng sẽ không gọi là tà ma. Diệp thần cuối cùng không nổi bão, lại khôi phục tư thái cười ha hả. Người kia, đã từng nghe qua thiên sát cổ tình, muốn hỏi cái gì tà ma tùy ý nói có khả năng nào thay đổi mệnh cách của thiên sát cô tinh hay không không thể chuyện nghịch thiên bận này đừng nói là nhân vương cho dù nhân hoàng còn sống cũng không làm được tà ma không nghĩ tới liền đưa ra đáp án hơn nữa giọng điệu của nàng cũng rất khẳng định ung dung nói thiên sát xuất mẹ đẻ chết đây là pháp tắc vạn cổ bất biến thiên sát cô tinh cả đời nhất định ách nan đi theo đến chết mới nghỉ ngơi về phần ngươi. Nói đến đây, ta ma liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, tiếp tục nói. Kiếp trước, ngươi cũng thuộc nửa cái thiên sát cô tinh mệnh, vì mệnh cách làm quấy, chỉ vì, ngươi chọc thượng thiên, thiên dụ sử dù dụng. Cái này, ta hiểu, Diệp Thần hít sâu một hơi. Đang yên đang lành hỏi thiên sát cô tinh, chẳng lẽ, trên mảnh đất này, thật sự có mệnh cách này? Có. Nam hay nữ? nữ oa vậy ngươi thật sự là nhặt được bảo vật tà ma thổn thức một tiếng ý tứ gì diệp thần có chút mông lung thiên sát cô tinh cùng thiên dụ chi thể người bất giác rất xứng đôi thiên sát xứng thiên dụ diệp thần sừng sớt người xác định sẽ không xảy ra vấn đề vậy ở ngươi xem ra hai cái này cùng treo một chữ thiên là ngụ ý gì tà ma cười nhìn diệp thần Diệp thần nhíu mày, lát giây sau, mới thăm dò tính tình nói. Tương sinh tương khắc. Như người nói, ta ma ung dung nói. Thiên sát cùng thiên dụ, mệnh cách đều đi theo ách nan, tương khắc tương sinh, có thể gặp nhau cùng thời đại, là mệnh định chi tạo hóa, hai loại huyết mạch này kết hợp, trong lịch sử chư thiên, cũng không phải không có tiền lệ, hơn nữa vẻn vẹn chỉ có một trường hợp, lại tạo thành một tôn đế chấn của bộc kim, đế hào vô tình, là vô tình đại đế, tôn hoàng cổ trung kỳ đại đế này thân là ngươi của hoàng cổ thánh thể nên là nghe nói qua tất nhiên là đã nghe qua diệp thần nhẹ nhàng gật đầu mắt đầy kính sợ huyền hoang 130 đế cái nào không phải là công cái chư thiên người nào không phải uy trấn hoàn vũ vạn vực thì ai cũng không biết nhưng hắn rất ngoài ý muốn nếu không phải tà ma đạo ra hắn cũng không biết thiên dụ cùng thiên sát hai loại mệnh cách ếch nan này lại có thể ở trong tương sinh tương khắc kết hợp còn tạo thành vạn cổ nhất đế lại nói tiếp vô tình đại đế cùng hoang cổ thánh thể còn rất có sâu xa đó là một đoạn truyền thuyết cổ xưa vô luận là đại thành thánh thể hoặc là đế quốc trí cao vô thượng đều từng tạo ra thần thoại bất hủ thân là thánh thể truyền thừa kính sợ đế cho tới bây giờ đều xuất phát từ linh hồn nhân vương người tính kế đủ lâu dài đâu tà ma đối diện lẩm bẩm nói cực kỳ chắc chắn nhân vương tất sớm tính đến tất cả bao gồm cả thiên ma cũng bao gồm thiên sát cô tinh đem Diệp Thần đưa tới nơi này, cũng tất là một bộ phận kế hoạch của hắn. Trong nháy mắt này, thủ đoạn của tà ma đối với nhân vương không khỏi khép sợ, một chu thiên diễn hóa, có thể nói là thông thần, hắn cũng chỉ là một tiêu tàn hồn, nếu là nhân hoàng thật sự, còn có đáng sợ biết bao. Khi thiên sát cô tinh sinh ra, có thể bảo trụ tính mạng mẹ đẻ của nàng hay không? Sau khi trầm tư, Diệp Thần lại nhìn về phía tà ma, trong mắt tràn đầy hy vọng, thiên sát xuất hiện, mẹ đẻ chết, hắn quả thường không đành lòng mệnh cách bệnh của thiên sát khắc đầu tiên chính là mẹ đẻ trong nháy mắt khi sinh ra rút đi tất cả sinh cơ của mẫu thân trong lúc này cả đời một chết tự như hoa bị ngạn trong truyền thuyết hoa nở không thấy lá có lá không thấy hoa sinh sinh kiếp thế hoa lá không gặp nhau tả ma nói rằng rạc. muốn bảo vệ mẹ đẻ thiên sát không chết trừ phi đại đế nếu không không có người làm được cho dù nhân vương vẫn còn cũng không làm được thê thảm như vậy sao diệp thần nhíu mày chẳng qua bổn thần ngược lại có một phương pháp để cho mẹ đẻ của nàng dùng một loại trạng thái khác mà sống tà ma thần bí cười một câu nói để cho ánh mắt diệp thần nở rộ tinh quang nhìn chăm chăm tà ma tà ma đầu tiên rưỡi thắt lưng lúc này mới mở miệng nói năm đó nhân vương giả mạo mệnh cách ngươi hậu nam minh ngọc xấu lấy mạng của nàng đổi lấy người mệnh mới đem ngươi sống lại trạng thái như vậy ngươi nên rất rõ ràng ngươi vốn đã chết lại là lấy hình thái người sống phóng đãng trong thiên địa phương pháp này đồng dạng áp dụng thiên sát sinh mẫu bất đồng chính là phương pháp này không cần lấy mạng đổi mạng cũng không cần xoắn ngôi bản nguyên mệnh cách phạm nhân cùng tu sĩ hơi bất đồng nếu dùng phương pháp này mẹ đẻ thiên sát có thể sống được bao lâu diệp thần vội vàng hoảng hốt hỏi vậy phải xem tạo hóa của nàng có lẽ một hai năm hoặc là bảy tám năm nếu mệnh tốt sống ba năm mươi năm cũng không phải là không có khả năng vậy có khả năng hay không để cho thiên sát cô tinh thai chết trong bụng người bệnh thần kinh đi tà ma liếc mắt nhìn diệp thần một cái thiên sát cô tinh vạn cổ khó hiện ngươi còn suy nghĩ tiêu diệt nàng hiểu không biết nàng sẽ là nàng dâu tương lai của ngươi dám động thiên sát cô tinh lão nương một cái tát cái chết ngươi ta liền hỏi một chút diệp thần ngước nghệ cười thật đùa tà ma đá diệp thần một cước xoay người không có bóng dáng phía sau diệp thần vẻ mặt xấu hổ thiên địa lương tâm, hắn thật chính là tò mò, không nghĩ tới động thiên sát cổ tinh, tĩnh tâm cẩn thận ngẫm lại, gian gian đánh thai dược, là không đả thương được thiên sát cô tinh, muốn diệt thiên sát cô tinh, trừ phi tu dĩ động thủ, hoặc là, giết hiệp lam. Cũng nói, dương các lão cùng hiệp lam bây giờ, đã không còn quyền lựa chọn. Hô! Diệp thần thầm than một tiếng, cảm thấy đau đầu gấp bội, thân ở thế gian, thông hiểu chu thiên diễn hóa hắn, lại cũng có thời điểm tính toán, một cái thiên sát cô tình, để cho hắn trở tay không kịp hôm nay hắn thu sạp khá sớm thế cho nên khi dương các lão lại đi ra nhìn có chút sững sờ từ lúc giờ thần bày quẻ ở đây cho tới bây giờ đều đúng giờ chuẩn một chút hôm nay sao lại đi sớm như vậy Chủ tiên trấn ban đêm yên tĩnh mà bình tĩnh so với nơi này bên đô thành yến vương rất náo nhiệt trừ hầu 80 vạn liên quân liều mạng đánh một ngày một đêm cuối cùng đánh hạ thành trì giết hải cốt thành núi máu chảy thành sông yến vương bại triệt để bại hắn coi như có chút huyết tính, không muốn rơi vào tay địch, mặc long bào, tự điêm mình trong cung. Đến lúc này, chư hầu có thế lực lớn nhất, triệt để hóa thành lịch sử. Nhưng, thiên hạ này, vẫn chưa bởi vì Yến Vương binh bại mà Thái Bình, bát đại chư hầu trên nhau Yến Địa, bởi vì chia đều, đánh nhau, chiến hỏa đốt cháy khắp Yến Địa, so với lúc trước càng hỗn loạn hơn, ai cũng muốn thống nhất Giang Sơn, thế nhưng, ai cũng không có thực lực kia, Yến Vương có thực lực nhất, vốn là có cơ hội, lại là vừa mới tự dùng tự mình làm chết. Ngày mới, ánh mặt trời ấm áp tràn ngập Chu Tiên Trấn. Sớm, Diệp Thần liền bày xong quầy hàng, đến xem bói, xếp thành hàng dài. Đợi người thưa thớt, dương các lão tài đến, còn mang theo Hiệp Lam. Hơn 10 ngày trôi qua, phúc dưới của Hiệp Lam đã hơi nhô lên, người ngoài vừa nhìn, liền biết có thai. Lão Dương vui vẻ điên cuồng, sẽ giả đi đắc tử, có thể mất hướng sao. Ánh mắt Diệp Thần cũng rất thú vị, trực tiếp không nhìn dương các lão, liền nhìn chằm chằm Hiệp Lam, càng chuẩn xác mà nói ta nhìn chăm chăm hạ phúc của hiệp lam tiểu nữ oa à oa à bên trong nhưng là thiên sát cô tinh vẫn là nàng dâu từng lai của hắn hiệp lam bị nhìn càng người mất tự nhiên luôn cảm thấy ánh mắt diệp thần thật kỳ lạ đừng lúc nào cũng nhìn chăm chăm vợ ta dương các lão vỗ vỗ bàn thổi dâu trừng mắt ta nói thông ra a à, lão dương a à, gan hỏa quá vượng sẽ làm tổn thương thân thể người ấn đường này còn có chút hắc ám dương các lão đen mặt mắng. Phóc, Diệp Thần không cho là đúng, trong lòng khó tránh khỏi thổn thức, cũng sẽ nhịn không được chật lưỡi, ai có thể nghĩ đến, dương các lão ngày đó đánh hắn, sẽ là thông gia tương lai của hắn, thật đúng là không đánh không quen biết, lần này qua lại, không chỉ kết nhân quả, còn có thể kết thành thông gia. Lão dương lười phản ứng, đỡ Hiệp Lam đi, đi mua thuốc an thai, Diệp Thần liền nhàn nhã, hai tay nâng cầm, thật nhàm chán, không biết từ khi nào, hắn mới nhớ mày, liếc về một phương, ở trong đám người, tìm được một người quen, cả người lồng mộ dưới hắc bào, khuôn mặt cũng bị che khuất, ngoại trừ một đôi mắt, còn lại đều bao bọc kín mít, nhìn người qua đường có chút kinh dị, ban ngày, thân bí như vậy. Người qua đường nhìn không ra, nhưng Diệp Thần lại có thể lướt mắt một cái xuyên thấu, đó là âm sơn lão đạo. Âm sơn lão đạo sẽ xuất hiện ở đây, Diệp Thần một chút cũng không ngoài ý muốn, hôm nay Yến Phương binh bại bỏ mình, thân là đã từng là Yến Vương sổ sách thượng khách. Âm Sơn hơn phân nửa sẽ bị truy nã chạy tới nơi này tị nạn, thật sự là trong dự liệu. Trong lúc nói chuyện, âm sơn lão đạo đã đến, trực tiếp hướng Diệp Thần tới, hoặc là nói, hắn chính là chạy tới Diệp Thần. Chuyện võ lâm, âm sơn tất nhiên là biết được, một thần thoại võ lâm, ẩn thế ở Chu Tiên Trấn, là một thầy bói, đến nơi này, sao có thể không bái phỏng. Nói đến, lão đạo này cũng là tiểu tính, ngày xưa ở Quỳ Sơn, nếu không phải Yến Vương cuồng vọng tự đại, cho một nén nhang thời gian, bằng không, đại quân sớm giết vào quỷ ngục thành cái gì đầu cô kiếm thánh cái gì võ lâm thần thoại cả đám đều phải chết tính ra như vậy hắn cùng diệp thần cũng coi như có ân oán hôm nay chạy tới không phải là tiền diệt sao gió nhẹ thổi âm sơ lão đạo ngồi ở trước bàn bói lá gan không nhỏ nha diệp thần cười nhìn âm sơn còn dám tới đây không sợ ta đem ngươi diệt võ lâm thần thoại nếu muốn tiêu diệt ta trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng âm sơn cũng bình tĩnh còn người già bình tĩnh vô cùng không hề gợn sóng tựa như đã nhìn thấu sinh tử đã người hôm nay đến có một chuyện ta cần phải giải thích một chút diệp thần ho khan một tiếng đêm đó cấp ngươi là ta kỳ lạ chính là âm sơn cũng không có kinh sắc cũng không có dị sắc làm cho diệp thần dù sao cũng cảm thấy nhiều nhất động này lão già này chịu cái gì kích thích đối với chuyện đêm đó thở ơ ai cũng không quan trọng Âm Sơn thở dài cười nói. Lão Phu lần này tới, là muốn mời võ lâm thần thoại, cho ta bói một quẻ. Vào phần ngôi lào, thập tử vô sinh, Diệp thần cười cười. Người biết ta muốn đi thăm ngôi ngôi làng kia, âm Sơn lão đạo cuối cùng kinh ngạc. Ta là thầy bói, không biết gì cả. Cũng đúng, thần thoại võ lâm không gì không làm được, xem ra, ngươi là từng vào phần ngôi phần kia ngươi cảm thấy hứng thú, cũng không phải mộ cổ, là chủ nhân của mộ cổ, Diệp Thần vừa nói, vừa ôm bình tiền, đếm từng đồng tiền. Bên trong, người chôn là hoàng đế tiền tần, thủ hộ hắn, là âm nguyệt hoàng phi. Ngươi cho rằng, ngươi có vài phần thắng tiến vào chủ mộ. Diệp Thần nói một phen, âm sơn kinh hãi, đôi mắt già của giếng cổ không sóng nổi lên rất nhiều gợn sóng, sao có thể nghĩ đến, mộ huyệt của hoàng đế tiên tần, được xây dựng xa xôi như thế, làm sao có thể nghĩ đến. Âm Nguyệt Hoàng phi còn sống, luận về bối phận, hắn còn phải gọi hoàng phi một tính dư thúc tổ. Giờ phút này, hắn hiểu, khó trách nhiều dị sĩ như vậy đi vào, đều táng thân trong đó, có Âm Nguyệt Hoàng phi tọa trấn, cho dù là hắn tự mình hạ mộ, kết quả cũng vẫn như cũ, tính như vậy, đêm đó, Diệp Thần là cứu hắn, nếu không phải Diệp Thần cướp hắn, hắn hơn phân nửa đã vào mộ cũ. Trầm mặc thật lâu, Âm Sơn mới ngước mắt lên, mắt không chớp nhìn Diệp Thần. "Ngươi, đó là một nàng tiên." có phần giác ngộ này, chứng minh ngươi còn không ngốc, Diệp Thần cười nói. Âm Sơn lắc đầu cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, chắp tay với Diệp Thần, hành một món quà vãn bối, lúc này mới bước vào đám người nhộn nhịp, đi về phía đông trấn, cho dù thập tử vô sinh, hắn vẫn phải đi, cũng không phải là tham mộ, mà là muốn bái kiến âm nguyệt hoàng phi, đó cũng là tiền bối của hắn, hắn cũng muốn nhìn xem, kỳ nữ tử nam đó danh chấn tiên tần, là tôn vinh cỡ nào. Diệp Thần không ngăn cản, còn gác ở kia vùi đầu đếm tiền hắn nhìn ra được tâm tình âm sơn lão đạo đã bình tĩnh như nước chân chính nhìn thấu hồng trần hơn nữa thọ nguyên không nhiều hơn phân nửa là muốn trước khi chết làm chút chuyện tự cho là có ý nghĩa âm sơn đi rồi sắc trời cũng gần màn đêm diệp thần thu thập hàng đầu xuyên qua đường cái ồn ào trở về tiểu viên ban đêm tiểu viên có khách cũng không phải một người là ba người chính là lăng phong dương huyền cùng thượng quan cửu ngày xưa võ lâm xếp hạng hạng ba từ trước đến nay đều là bạn tốt chính là phương diện làm người có chức không lên đường từ xa chạy tới chu tiên chấn ai nấy đều tay không vẫn là thượng quan kiểu kia tự giác nhất một lời không hợp liền trong phòng chạy cho diệp thần gian phòng lật một cái lên trời cuối cùng mới vui vẻ ha hà ôm hai vò rượu đi ra hàng này đến nhà các người cũng như vậy sao diệp thần ý vị thâm trường nói một ngày đi ba lần sương huyền vẻ mặt ngữ trọng tâm trường lang phong ngược lại không nói gì chẳng qua thần thái của hắn cũng không sai biệt lắm, duy nhất so với Dương Huyền tốt hơn một chút, đó chính là, hắn có việc không có việc gì, đánh thượng quan cửu một trận, thời gian dài, gã kia liền thành thật, đánh không lại đồ cô kiếm thánh, liên chuyên nhìn Dương Huyền một mình khi dễ, trở về, trở về đều cho người ta trong nhà, lật một mớ hỗn độn. Có tính tiểu của người đại sở ta, Diệp thần sờ sờ cầm, thầm nghĩ, quyết định phải cho tên này, mang về đại sở đi dạo một vòng, cũng để cho hắn biết, cái gì gọi nhân ngoại hữu nhân so với đức hạnh thối không biết xấu hổ đại sở tùy tiện sát ra một cái đều có thể quăng hắn mười con đường đường khách khí uống đường đường loạn thế đao cuồng không cần mặt mũi không chút nào coi mình là người ngoài thật nhìn cho rằng hắn là chủ nhân dương huyền cùng lang phong tất nhiên không khách khí diệp thần liền có chút mặt đen chân quý mấy vào rượu ngon lại bị lầm bẩm đối với tên này dành thời gian còn phải hãm hại hắn một lần Ngàn vạn nghĩ, không nghĩ tới người là tiên nhân, dựa chẳng qua ba tuần, Dương Huyền liền thổn thức, còn có thượng quan cửu cũng là liên tục thổn thức, xem ra, Lăng Phong đã đem Diệp Thần là thân phận tiên nhân, nói cho hắn hai người, thiếu chút nữa làm hai người kinh hãi rất cầm, cũng coi như hiểu được, Diệp Thần vì vậy mạnh mẽ như vậy, còn có tính quẻ, tính toán một cái chuẩn. Người không nghĩ tới, còn nhiều đâu?" Diệp Thần cười nói. "Nào, nói với ta các người tu giới." chúng ta cũng muốn tu tiên thượng quan tỷ vui vẻ ha hả nói một câu nói này của hắn cũng chọc cho lăng phong cùng thượng quan tỷ ghé mắt cũng muốn nghe một chút thế giới tiên nhân là như thế nào cùng phàm nhân giới có gì bất đồng diệp thần cười khẽ ngửa đầu nhìn về phía tinh không chậm rãi nói thế giới tiên nhân mênh mông vô cương người có thể ngự không mà đi giơ tay đẩy núi phủ hải lật tay băng thiên diệt địa thọ mệnh ngắn thì mấy trăm năm dài thì ngàn năm thậm chí hơn vạn năm tu sĩ giới màu sắc là huyết sắc, máu chảy đầm đìa loại này, đi chính là tu tiên lộ, đạp máu cùng xương. Lời của Diệp Thần, không nhanh không chậm, tán gẫu vài câu, bình thản thản nhiên. Tiểu Viên, Lâm vợ Yên Tĩnh đã trải qua, ba người Dương Huyền, nghe đều trầm mặc, ý còn chưa thỏa mãn, tựa như có thể từ trong lời nói của Diệp Thần, nhìn thấy từng mảnh tiên cảnh mờ ảo, bên ngoài nhìn như quang diễm sáng lệ, kỳ thực tàn khốc vô cùng, mạng người, so với cỏ rác càng rẻ hơn các ngươi còn nguyện tu tiên diều thần cười nhìn ba người tu lời nói của ba người kinh người nhất trí Diệu thần mỉm cười vẫn chưa nói gì không biết dẫn ba người tu tiên rốt cuộc là đúng hay sai trăm ngàn năm sau ba người có lẽ sẽ trách hắn so với làm tiền so với huyết tinh cùng giết chóc không ngừng phạm nhân gian vội vã trăm năm có lẽ là tốt nhất về tận nơi đêm dần dần sâu ba người say khướt đều dùng nội lực hóa giải túy ý hợp lực tìm diệp thần luận bàn đáng tiếc ở trạng thái đỉnh phong diệp thần bọn họ ngay cả một chiêu cũng không tiếp được đối với việc này ba người ngược lại nhìn thấu phải biết rằng diệp thần là tiên nhân nội tình thâm hậu thua cũng không mất mặt nếu hắn cũng có nội tình này ai thua ai thắng không đếm được diệp thần cũng không tôi kỹ truyền rất nhiều bí pháp hơn nữa đều được thiết kế riêng như lăng phong truyền là phong thần quyết vạn kiếm triều tông cùng vạn kiếm quy nhất như thượng quan tỳ truyền là bát hoang tràm như dương huyền truyền là thiên khương trận và bát hoang quyền đến lúc này ba người mới thực sự hiểu được diệp thần đáng sợ không nói những thứ khác chỉ nói bí tịch này phàm nhân gian tuyệt đối sẽ không có tùy tiện xét ra một cái đều sẽ làm cho võ lâm oanh động khi nào đi tu sĩ giới dưới tảng cây cổ thụ ba người đều nhìn diệp thần chờ diệp thần rót một ngụm rượu có lẽ ba năm năm có lẽ mấy chục năm hơn trăm năm khóe miệng ba người nghe giật thẳng. Một trăm năm, ta đều vào mộ phần. Đến lúc đó, ta sẽ phong ấn các ngươi, phong ấn mấy trăm năm, không thành vấn đề, diệp thần chậm rãi nói, sớm đã vì ba người, tìm xong nơi phong ấn, mộ cổ mộ cũ tuyệt đối thích hợp. Ba người liếc nhau, đều nuốt nước miếng. Phong ấn hàng trăm năm, nó có bao nhiêu nước tiểu. Chẳng qua, ba người chắc chắn, diệp thần là có thể làm được, tiên nhân sao, thủ đoạn nhiều chính là, bọn họ là một phàm nhân, tất nhiên là phòng đoán không thấu. Gần bình minh, ba người mới rời đi, vẫn chưa ở lại Chu Tiên chấn nhiều, nhao nhao đi về phía hắn, có lẽ tùy thời đều có thể đi, phải hào hào nhìn thoáng qua quê hương một cái, có một ít cố hữu như vậy, cũng phải lần lượt bái phòng một chút, trời mới biết khi trở về, bọn họ có còn sống hay không. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Diệp thần vẻ mặt, có chút ý vị thâm trường, cho hắn ba mang đến tu sĩ giới, chỉ cần đủ thời gian, tất danh chấn chư thiên, sẽ là một cái đỉnh cao yêu nghiệt, trừ thiên môn ngoại lai, phải dựa vào bọn họ chống đỡ tràng diện. Giờ phút này, sắc trời đã sáng, Diệp thần ngủ cũng không ngủ, liền sách hành đầu đi ra cửa. Mấy ngày sau, hắn đều như thế, đi sớm về muộn, bói toán bói quẻ. Vùng đất xa xôi yên tĩnh, nơi phồn hoa, lại náo nhiệt phi phàm, trừ hầu bát vương triệt để khai chiến, vì cướp tài bảo cùng địa bàn, mỗi người liên hợp, liều mạng hỗn chiến, đánh như lửa đốt, nhìn xuống thiên địa, khói thuốc súng nổi lên bốn phía trên không trung phiêu đầy huyết vụ mặt đất càng là thi thể hoành hành khắp nơi bọn họ tranh chiến nhưng cổ dân chúng bình minh khắp nơi đều có thể thấy được người chạy nạn vận khí tốt sẽ tránh được chiến hỏa vận khí kém sẽ bị chiến loạn đồ độc không ít người còn bị kéo đi tráng đinh tiếng khóc kêu rên vang khắp cả thiên địa trận chiến này đủ nửa năm trừ hầu bát bại câu thương lúc này mới an phận tiếp tục mỗi người kinh doanh lãnh thổ của mình cầu trong thời gian ngắn nhất cường binh phú quốc xong việc tiếp tục đánh dù sao cũng không đến giang sơn thống nhất liền liều mạng làm như thế chủ tiên trấn xa xôi cũng không thể may mắn thoát khỏi không biết từ ngày nào phụ cận chủ tiên trấn có không ít binh lính là quân đội tề vương ngày xưa bát vương phân trên địa bàn yến vương mà mảnh đất chủ tiên trấn này được giao cho tề vương đều đang dưỡng binh giúp nhuệ phàm là nơi có người đều phải quản hôm nay diệp thần làm ăn không tốt lắm chạy tới xem bói không nhiều lắm hắn cũng vui vẻ thanh nhàn nằm sấp trên bàn ngủ say đối với chuyện bên ngoài, không nghe thấy. Dương các lão tới, còn mang theo cho hắn một bầu rượu ngon. Diệp thần ngửi mùi rượu, cuối cùng mở mắt, liếc mắt nhìn lão Dương một cái, liền nhìn về phía Hiệp Lam, đặc biệt chú ý đến hạ phúc của nàng, còn mấy tháng nữa, nàng dâu của hắn liền sinh ra. Nào, ngồi xuống, Dương các lão mở ra, để cho Hiệp Lam ngồi xuống, sau đó mới có chút lo lắng nhìn về phía Diệp thần. Cho nàng đem mạch sặc, thời gian gần đây, thân thể càng ngày càng tồi tệ, Nữ tử mang thai đều mắc bệnh này, Diệp Thần chưa trả lời, đã đem ba ngón tay đặt ở cổ tay Hiệp Lam. Trạng thái của Hiệp Lam, đích xác không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt, có chút không có tinh thần, hơn nữa mạch đập của nàng, có hai người, một người là hài nhi trong bụng, một là của nàng, kỳ quái chính là, mạch đập của đứa nhỏ rất mạnh, mà mạch đập của nàng liền yếu đi rất nhiều. Lát giây sau, Diệp Thần mới thu tay lại. Đối với thân thể Hiệp Lam, trong lòng hắn biết rõ nàng cũng không phải nữ tử mang thai bình thường, mang thai cũng không phải người bình thường, trong bụng nàng, chính là thiên sát cô tinh, từ trong nháy mắt thành linh, liền không lúc nào không có thời khắc, không rút ra bản mệnh sinh cơ của mẫu thân, tháng mười mang thai, thân thể hiệp lam, còn có thể tiếp tục yếu đi, lúc hài tử sinh ra, chính là lúc nàng mất mạng. Như thế nào? Dương các lão hy ký hỏi. Không có gì đáng ngại, Diệp thần cười nói, vùng bút viết ra mấy vị thuốc, đều là bổ khí huyết, Tuy rằng hắn biết, những loại thuốc này cơ bản không có tác dụng, nhưng có chung quy so với không có mạnh hơn. Đối với lời nói của Diệp Thần, Dương Các Lão tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng đi lấy thuốc. Hiệp Lam liếc mắt nhìn Dương Các Lão đi xa, lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Thân thể của ta, ta rõ ràng nhất, tiền bối không cần gà ta, nhưng ta bị bệnh nan y gì đó, đã sợ thạch vô lực. Đừng nghĩ lung tung, ngươi hội trưởng mệnh trăm tuổi, Diệp Thần cười nói, Hiệp Lam còn muốn hỏi lại, cuối cùng cũng không nói ra miệng, đứng dậy trở về từ lâu, trong lúc đó còn kèm theo tiếng ho khan, trạng thái thân thể đích xác không xong, ngay cả công lực bản thân cũng giảm xuống không ít. Diệp thần thờ dài, từ giờ khác này, hắn đã tính không ra tương lai của Hiệp Lam, đều bởi vì thiên sát cô tinh, mệnh cách thiên sát của nàng, đang dần dần ăn mòn mệnh cách của Hiệp Lam cho đến khi hoàn toàn che đi, đối với việc này, hắn bó tay vô sách, dù sao, hắn giờ phút này chỉ là phàm nhân.